tại trường sĩ quan lục quân 2, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phối hợp với nhà nước tổ chức tọa đàm các hội đồng bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội năm 2024. Tại buổi tọa đàm, các nhà quản lý, nhà khoa học có kinh nghiệm trao đổi về phương pháp giảng dạy, xây dựng chương trình, quản lý công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn nhằm đổi mới quy trình, chương trình đào tạo của cán bộ các cấp trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Các thành viên hội đồng bộ môn đã đề xuất nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp nâng cao chất lượng và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội. Trong những năm tới, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo không ngừng được quan tâm đổi mới, đặc biệt là nội dung khoa học xã hội và nhân văn. Đây là nội dung quan trọng góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,